số 4,6. Nổ máy bay đó thầy. Rồi 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 lái được rồi, lái được rồi, lái được rồi, lái được rồi. CLM À. thế giới mới cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, anh tôi đã là vua bầu trời. À. Với các chịu 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 này phải nghề anh Tôn rồi, xong luôn á, là xong luôn câu chuyện á, là xong luôn câu chuyện á. Ừ, đúng rồi, ngã là nằm á nha anh em, ngã là nằm luôn nha anh em. Rồi 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 mà hãy cái đấy ý là khi chờ tụi ta mặc theo ta mặc theo nào bỏ đi thì lúc đó thì mới ấy biết ok ok. Bên nào thắng bỏ đi thì mới dậy. Nói chung là thằng này bên nào thắng trước là bên đó lên đứng dậy đi trước. Rồi còn ai thua rồi nằm im đó. Chờ tụi nó xong rồi mình mới được tiếng dậy. Ok. Chứ là phẩm sao? Rồi chứ là phẩm thì bây giờ 5.000 với lại một lời xin lỗi. Vì vậy, ý là chứ là phẩm trên người á. Thôi không cần lấy đâu, không cần lấy đâu. Ui dạ. Trời ơi. Cung hết luôn, cung hết luôn. Cung hết luôn, cung hết. Cũng hết luôn. Nó chơi kìa. Vô đây nam, vô đây nam. Chết. Quýnh rồi mà sao? Rồi để mình lượt. Rồi. Rồi. Rồi 2-2-2. Và. Ấy da. Rút của tôi đâu? Trời ơi, rút bạc bị quýnh. Rút đâu? Tôi quýnh ông nội nữa. Bị anh Thập Tôn đấm. Sao tôi thua vậy? Trời ơi, lan một cục, nguyên cục mỡ luôn. Trời ơi, cái gì ở ghê quá, mày tay hả? Má, mấy tụi bà biết ghê quá, nó quýnh cho bẹp hết. Sao tụi tốt thua vậy? Ai mình rút lại mình sẽ thua nửa tiền nữa ông Tam. Không, Tam ơi, quá trễ rồi. Cho tôi nửa tiền đi. Bà biết ỏi đó rồi. Năm sĩ, Tam ơi, xuống tiền, Tam ơi. Má, sao người của Tam cử ra ba, Tam cử ra ba người mà nó ghê vậy? Bình thường thôi. Ba người bên mình còn sống luôn á. Bạn Tam, bây giờ đố quá, số trời luôn rồi đó bạn Tam ơi. Tam ơi, khổ cho Tam rồi. Đưa cho nó 2.000, nó đi ăn cướp hay gì vậy? Bây giờ một. Giờ đếm 1, 2, 3 là dứt luôn nha. Giờ xong chưa? Mình rồi. Thương lượng xong chưa? Bây giờ anh chọn nào? Tôi chọn đầu xanh, anh chọn gòn đúng không? Rồi, tùy anh thôi. Rồi. 1 2 3 Má chào chị đồng nó. Gọi là tôi ơi. Ai? Cái nữa. Ấy à. Rồi. Thằng ơi, tức ra chuyện tôi Hay anh ơi. Trông anh ngầu mà anh đánh lò quá rồi. Nếu anh này mai ơi, để tôi dắt anh về bệnh viện. Anh không mấy cá em. Vãi quả kia anh té bị nó chút đau quá cơ rồi. Không là không sao rồi. Mày đừng ghen mày.
Ơi, tôi là tôi đấm cái thằng gòm nha. Tôi là tôi đánh gòm đó. Ủa sao có đèn vậy? Ủa sao vườn nào có đèn không? Ê, vườn này có đèn, né đi. Né cái vườn có đèn ra. Nếu anh không có lấy bí ngô mà anh lấy cà chua thiệt thì nạn nhân xin lỗi anh, tại vì hồi nãy giờ nạn nhân là người bắt gặp anh chứ tôi cũng không phải là người bắt gặp. Tôi nói thiệt với anh là một lời xin lỗi đối với tôi nó quá
kể là nó quá là nhẹ luôn á. Rồi bây giờ nếu như không phải thì bây giờ anh đưa ra hình phạt gì, anh nói với lại bên nạn nhân đi. Bây giờ ví dụ như mà tôi không có đi, tôi bắt anh này đền bù cho tôi tiền xúc phạm nhân phẩm 10.000. Rồi, rồi anh lớp thấy sao? Anh lớp dám chơi kèo, dám chơi kèo này với cái anh này không? Rồi. Kiểm tra chung chứ đồ của tôi có này kia mấy anh lỡ mấy anh lấy sao? Tôi lùi lại về sau rồi đây. Rồi vậy thì mấy anh lớp đồ là phải tin tưởng tôi. Rồi hai anh đi chỗ khác đi. Mời mấy anh chị đi chỗ khác luôn, để tôi làm việc riêng với anh này cũng được. Rồi tôi là bắt Kim Tang nha. Anh không phải bắt Kim Tang. Cái thằng bắt Kim Tang đó tôi biết rành lắm. Anh không phải nó đâu. Anh nói cái gì vậy? Rồi anh quay mặt ra sao đi, tôi xòe tay ra đưa cho anh nè, anh quay mặt ra sao đi? Anh bớt có quay mặt ra sao đi? Anh tôi anh con nít 3 tuổi đâu mà. Anh quay ra đi. Nè tôi chuẩn bị đưa cho anh nè. Anh cứ giờ sao? Bây giờ nè. Anh sao ở đây đông người lắm, tôi nói anh rồi, ở đây đông người lắm. Anh đông người tôi chạy. Chạy đi. Đi kiếm chỗ nào thay quần áo. Thôi đừng có thay đây giờ, đi kiếm chỗ nào xa xa ra. Rồi để xa cái đó. Mặt cười, đông người tôi chạy, câu này hay nha. Đông người tôi chạy chứ sao, đứng lại cho nó bút. Nhưng mà đi nhầm đường đúng không? Ui à, bay được không ta? Thử bay mấy góc này nữa nha, thử bay mấy góc này nha. Ok. Bay cao hơn nha, bay hơi bị cao nha. Ui à. Xí má, xí tôi xem tôi lên chưa? Đây là dốc rồi, không lẽ không xuống đâu. Cứu tôi trời ơi. Làm sao nữa vậy trời đất ơi. Tôi đã bảo tôi quay lại rồi mà các ông không cho tôi quay lại tại các ông đó. Tất cả là tại các ông. Nhiều cái á chị. Khó. Sao cái đường này sao mà khó dữ vậy trời. Thả xuống vực luôn rồi. Thả xuống vực luôn rồi. Ôi tui ơi. Em ơi có cách nào để đi lên được không? Ôi thằng sao nữa vậy. Không biết cái đường nó bé xíu 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 luôn á. Không có lên được rồi, bây giờ bơi qua được không? Đi ngang đi, ngồi cút ngoài cút luôn rồi. Cái này cút thiệt nè. Rồi sao lên bây giờ? Chị ba
Trời ơi. Em ơi, chứ đừng là bé xíu luôn á. Bây giờ sao đây, bây giờ sao đây? Đi nè, đi đi. Nè. Trời ơi. Giờ sao có xe về bây giờ? Em không đi được rồi, hình như phải bơi theo bên kia rồi em ơi. Đi đi đi, bơi đi. Cho anh xe xong nó đẩy mình đi. Ơi chị chạy vãng, hai thằng kia nó dí tôi rồi tiền bạn chạy vãng. Tôi bán 2 ô 9900 tôi chưa chi tiền cho nó dí tôi rồi. Bạn bây giờ vậy? Chạy bạn, chạy bạn. Dí tôi bạn. Nấp xíu thôi, nó không biết không. Rồi. Ê. Mày xuống xe lại lên. Xin ra bạn. Ủa má tôi đi trốn á. Không thấy 6 liều đâu xin về. 6 liều tối qua nó mới vô á. Đây rồi. 6 qua hồi qua mới vô á, sáng ngày chắc chưa gặp nó anh em. Vô tìm tôi bây giờ tôi lấy xe của hàng này tôi đây luôn nè anh em. Giờ tôi lấy xe của hàng này tôi đây luôn nè. Tôi lấy xe của hàng này tôi đây luôn. Đi vô tìm lại. Chồng bé á, đừng có đụng nữa. Nè. Nó mới giao đồng đội, nó quay lại á. Ê, hai đồng đội nó lại còn có tụi nó à. À không, nó sao. Xe chơi quá bạn. Xe chơi quá gì vậy bạn? Ừ. Ờ, nó tới rồi, chỗ nông sản rồi. Chạy vòng vòng nông sản, nó muốn cầu thời gian. Tắm xe đi, tắm xe xuống nè. Thả bạn mặt tao ra. Chỗ bán trái cây, chỗ bán trái cây. Nó xuống nó lên kia. Đang ôm trong mặt đó rồi. Thả bạn tao ra. Kẹt rồi. À nó muốn kẹt đường cho kia chạy. Nó xuống luôn rồi bạn ơi. Hình như nó xăng rồi kìa. Ủa chưa. À đồng minh nó tới mà. Thêm chiến nữa, đồng minh nó thêm chiến nữa. À, một chiếc nó lật rồi, chiếc kia nó lật rồi. Anh gì em lật xe kìa, bên nào lật xe kìa. Bạn mập ơi! Hai chiếc đổ rồi. Đây rồi. Tôi xuống xe chạy rồi bạn. Chạy qua đây bạn. Mà nó chạy rồi, mà nó chạy rồi. Mày xuống xe mày. Bắt nó về, bắt về, bắt nó về, bắt 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 về, bắt
Phải, nó bắt bạn mập lên gì? Nó đánh bạn, nó đánh bạn mập mà mềm chưa các bạn ơi. La xe la xe. Chưa cấp. Đúng rồi. Bây giờ sao bạn giờ? Bây giờ theo dấu nó rồi. Mình không có nói chuyện với nó được rồi, mình không có nói chuyện với nó được rồi. Bây giờ mình còn giả bộ gì nữa anh mập? Nhưng mà mày trông cợ dữ mày. Trời ơi, nó chở theo, nó chở theo cái thằng kia mà anh mập. Chở theo cái thằng bình thường. Không. Anh mập, trời ơi, anh mập giờ anh mập còn giả bộ gì nữa anh mập? Áo đen nãy nó chở sao kìa. Thằng áo đen nãy nó kêu mày kìa, mày kìa thiệt tao. Lên rừng lên rú đâu luôn á nha, Vũ ơi. Giờ này mà anh mặc còn giả bộ nói chuyện còn... gì nữa. Nè, không, này không, mà còn không, giờ đi... không, giờ này mày, mày thấy khó quá, giờ mày đầu hàng chứ. Cho mập xuống cho nó nhẹ xe cho mình chạy cho nhanh á. Giờ mày xuống mập. Rồi bạn dừng đi, tôi xuống. Quá bạn ơi, chỗ mình là bạn bè nhau mà sao mình tôi bỏ bạn được. Tôi dầm bỏ tôi nói ha, mình có phước mình cùng bạn, không có họa mình cùng chê mà. Ơi, trên đầu của mình có trực thăng nữa sao mà nếu nếu bạn nếu bạn muốn dừng thì anh em mình vẫn dừng cho bạn được nha. Không dừng nha, không dừng nha. Nhưng mà tôi thấy là tôi nghĩ là thằng Sáu này rồi. Tại vì từ tới cuối là nó có vì sao? Đó đó. Tao mới dính tiền án. Tụi tao hành nghề là chưa bao giờ bị bắt luôn á, có mày vô mà. Chạy đi. Sếp ơi, em đang chạy vô đâu? Cố lên Vũ ơi. Ôi, mày spam kiếp, kìa. Trời ơi, chuyện gì vậy? Chết máy luôn hả bạn? Gì bạn? Chạy máy đi. Tôi bị nguy hiểm, tôi với bảy super bị nguy hiểm với sếp ơi. Giờ tay lúc nào? Không di chuyển, không di chuyển. Bảy ơi, giờ tay lúc nào? Tôi với bảy bị nguy hiểm sếp ơi. Hay á. Chúng ta đang tiến hành áp chế phòng các đối tượng. Tôi bếp còn mang nha. Sao không được? Hay. Chạy đường trường sao được? Một vàng ngốc đúng không? Chạy lấy vàng ngốc đúng không? Chạy đường trường sao được? Chủ chạy trò, chạy chốt ngu quá. Đừng nhóc, tao phèn công bậy. Nghe tên xưa. Tên chốt cứng đủ. Tên là biết tên gạt đâu mày. Má luôn á. Má mày á. Ngoại nhìn tụi mày thấy á. Ê, speed ơi. Tụi mày. Đi cái bà. Hãy đóng góp khắc phục và đưa ra quan điểm. Mày muốn anh em ta. Ê, mày còn lấy cái đôi giày mày còn. Bây giờ nó mày lấy đôi giày nó luôn đi. Lấy đôi giày nó. Mày mày không mày. Mày làm thế. Nó đang làm gì ông mày vậy? À thằng ông bạn à, thằng mấy nó kiếm chuyện với tôi mấy ông bạn à. Ai xịt kia nó đụng nhầm người rồi đó, nó đụng nhầm mặt ông bạn thân của tôi đó. Chín chơ. Rồi, ra nói chuyện với mấy đó đi. Nhìn mày ngầu quá vậy. Giờ thằng nào ra nói chuyện với tao để tao giao kèo cái xong nè. Rồi tao. Rồi. Cái chuyện này thì cũng không có lớn lao gì. Tao muốn sau cái trận này thì chuyện này kết thúc ở đây. Rồi. Tao với mày không có dính dáng hay là mâu thuẫn gì nữa. Rồi. Okay chưa? Rồi. Không lục, không cướp đồ. Rồi. Okay không? Rồi. Rồi, hợp lý. Rồi bây giờ sao tụi bay? Rồi, có chưa. Nè, cái gì tao hiểu là hay là gì đấy? Ý là tao cũng muốn giao thêm một cái kèo này nữa. Sao? Và nếu như mà tao thắng hay tụi bay thắng thì được quyền ỉa lấy đầu đối phương chụp hình đăng lên Twitter. Đúng rồi. À, cái được. Nhìn cái đầu. Rồi, mấy tao lỗi với tao mà mày nói cái đó nữa. Lỗi gì mày? Còn mày xong ngày hôm nay mày chưa xong đâu, còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay của tao mày chấm dứt nhưng mà còn câu. Ném vậy mày. Mày
over. Hầu mà mày trốn không? Lên hầu mà mày trốn. Nè 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 mấy thằng Nam Hàn tụi mày nha. Rồi nè cùng chim tay nè. Nè bây giờ bạn chụp giùm tôi các bạn. Bạn chụp giùm tôi các bạn. Mày bảnh lắm mà, nãy mày lớn mày lớn tiếng lắm mà. Nãy mày bảnh lắm mà. Nãy mày bảnh lắm mà, mày sao? Sao giờ kỳ vậy? Để lên đầu đi. Để đầu đó. Để tao ăn hình tên à. Rồi nè nè nè. Rồi. Kim Tan ơi, có ngày này mày cũng có ngày này đấy hả Kim Tan?